Buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 được huyện ủy Long Điền tổ chức. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đến dự buổi họp mặt. Lãnh đạo, cán bộ và đảng viên huyện Long Điền đã cùng nhau ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dịp này, các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền năm 2023 của huyện Long Điền. Năm đảng viên được huyện ủy Long Điền trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng, đợt 3 tháng 2. Đảng ủy xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2. Tại buổi họp mặt, Đảng ủy xã Hòa Long trao tặng huy hiệu 45 năm và 30 năm tuổi đảng cho 6 đảng viên, đồng thời trao tặng quà Tết cho 74 đảng viên trên địa bàn. Hai cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2023 được Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa khen thưởng.